Chào mừng tất cả các con đã trở lại với khóa học trực tuyến ngữ văn lớp 6 bộ sách cánh diều cùng trang web olm.vn Các con thân mến, chúng mình đang khám phá chủ đề văn bản thông tin Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với tiết học thuộc kỹ năng nói và nghe Và để bắt đầu cho tiết học này, cô mời các bạn sẽ cùng cô khởi động qua trò chơi Họ là ai? con quan sát trên màn hình, chúng ta sẽ có hai bức ảnh như sau. Nhiệm vụ của các con lúc này là hãy đoán tên của những nhân vật xuất hiện trong bức ảnh này. Gợi ý đây đều là những nhân vật lịch sử rất nổi tiếng và quen thuộc. Rất chính xác, Nhân vật trong bức ảnh đầu tiên chính là Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân vật trong bức ảnh thứ hai là Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cả hai nhân vật này đều gắn với những sự kiện quan trọng của lịch sử Việt Nam. Nhắc đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta thường nhớ đến sự kiện Bác đọc bản tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945. Và nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì chúng ta thường liên tưởng tới sự kiện chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày mùng 5 tháng 4 năm 1975. Đây là một sự kiện được bạn bè quốc tế đánh giá là lừng lẫy Nam châu, chấn động địa cầu đấy các con ạ. Vậy là vừa rồi qua trò chơi, họ là ai? Cô trò chúng mình đã kể tên hai nhân vật lịch sử nổi tiếng gắn với hai sự kiện lịch sử vô cùng nổi bật của nước nhà ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với tiết học thuộc kỹ năng nói và nghe để cùng nhau trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử cô mời tất cả các con sẽ cùng cô bắt đầu bài học trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử bài học của chúng ta được chia thành hai phần phần thứ nhất là định hướng với những yêu cầu và lưu ý khi xây dựng bài nói và phần thứ hai là phần thực hành. Phần này ta sẽ thực hành xây dựng bài nói, trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử. Không để các con chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ hãy cùng cô bắt đầu với phần đầu tiên, đó là phần định hướng. Trước tiên con hãy trả lời cho cô biết, việc trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử có ý nghĩa gì? đúng là như vậy trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử là hoạt động giúp chúng ta hiểu rõ hơn ý nghĩa của sự kiện đó và ảnh hưởng của nó với cuộc sống ngày nay khi trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử các con cần lựa chọn và xác định sự kiện lịch sử cần trao đổi thảo luận chẳng hạn có thể trao đổi thảo luận về ý nghĩa của một trong số sự kiện được nhắc đến ở các văn bản đọc hiểu chúng mình đã được tìm hiểu hai văn bản đọc hiểu và một văn bản thực hành đọc hiểu con hãy kể tên những sự kiện mà chúng ta đã được tìm hiểu trong các văn bản đó các con nhớ rất tốt bài cũ đấy trong văn bản hồ chí minh và tuyên ngôn độc lập chúng mình đã tìm hiểu về sự kiện bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập tại quảng trường ba đình và tiếp theo trong văn bản diễn biến chiến dịch điện biên phủ chúng mình đã được tìm hiểu về diễn biến của sự kiện lịch sử chiến dịch điện biên phủ và trong thực hành đọc hiểu các con đã cùng cô tìm hiểu về sự kiện giờ trái đất con cần phải lập dàn ý cho bài nói trao đổi thảo luận ý kiến về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử đã chọn chúng mình sẽ lập dàn ý như thế nào cụ thể ra sao phần này ta sẽ tìm hiểu ở trong phần thực hành chúng ta cần phải tương tác tốt khi trao đổi thảo luận đây là một yếu tố cần thiết để cho kỹ năng nói và nghe của các con được cải thiện khi người nói trình bày ý kiến của mình thì người nghe cần phải lắng nghe có phản hồi để cho tiết nói và nghe của chúng ta đạt được hiệu quả cao cô có một câu hỏi dành cho các con con hãy cho cô biết theo con quy trình trao đổi thảo luận sẽ có mấy bước và đó là những bước nào con trả lời rất đúng quy trình trao đổi thảo luận sẽ được tiến hành theo 3 bước. Bước đầu tiên là bước nêu khái quát về sự kiện. Bước thứ hai đó là thuật lại ngắn gọn sự kiện và bước cuối cùng là bước trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của sự kiện. Các con thân mến, tiết học này đến đây là kết thúc. Trong tiết học ngày hôm nay, cô trò chúng mình đã tìm hiểu những yêu cầu và lưu ý quan trọng khi xây dựng bài nói, trao đổi, thảo luận về ý nghĩa của một sự kiện lịch sử. Cô hy vọng những kiến thức ngày hôm nay mà các con thu nạp được sẽ giúp ích cho các con trong tiết học nói và nghe. Cô hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo cùng olm.vn để ta sẽ bước sang phần thực hành của bài học này. Cô xin gửi lời chào, hẹn gặp lại các con trong tiết học tiếp theo.